谁更肯定将教训对客谋命满当真看来的共有学问越来跳梁分教行政。Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 của đài IBC TV để đến với phần tiếp theo của chương trình Sống Đời Sống Phận ngày hôm nay. Trong phần 1 của chương trình thì thầy trò chúng tôi đã cùng nói về thuyết đoạn diệt của Như Lai. Vậy thì Nhật Bảo Minh có câu hỏi gì về thuyết đoạn diệt không? Nhật Bảo Minh có một câu hỏi, tại vì thầy có nâng lên một điều sau khi diệu nguyện, hỏi thầy là nếu mình muốn làm giàu thì không lẽ mình không có, giống như mình không có thể cố gắng theo câu trả lời của thầy thì con lại nghĩ là khi con đang còn trong đại học á, năm đầu tiên của con là con có đi nghiên cứu với một người thầy, một người professor, là người professor đó thì nghiên cứu về ruột già để khám phá ra những viên thuốc hay là làm sao để chữa bệnh cho những người mà giống như bị ung thư ruột già, hay là những người mà tại vì trong cơ thể thì mình khó nói, mình phải nghiên cứu mình mới biết. Thì một ngày đó thầy nói là chúng ta phải chuẩn bị để làm một cái thí nghiệm, right? Rồi thầy nói là mình phải lấy một con chuột rồi mình sẽ chích thuốc cho nó đi ngủ, rồi sau đó mình sẽ lấy một phần của ruột già nó ra để mình rồi mình sẽ làm những cái bước sau. Rồi Nhật Bảo Minh mới ngạc nhiên và hỏi là vậy thì sau khi mình lấy một cái phần ruột già nó ra thì thầy có khâu lại những phần còn lại hay không? Rồi thầy nhìn con cười cười, thầy lạ sao con lại hỏi một cái câu hỏi như vậy. Rồi con mới tiếp tục hỏi là vậy con chuột này sẽ ngủ bao lâu? Rồi professor của con lại nói nhìn con cười cười nữa, lạ sao con cứ hỏi những cái câu hỏi gì mà kỳ lạ quá. Rồi thầy mới trả lời là tại vì thầy thấy mặt con là rất là hoảng hốt, muốn biết câu trả lời. So thầy con mới trả lời là không, con chuột này sẽ ngủ luôn. Rồi con mới nói ngủ luôn, vậy là con chuột này phải chết hay sao? Rồi professor của con mới giải thích là trong khoa học thì chúng ta phải có cái sự hy sinh tánh mạng để chúng ta có thể tiến bộ trong khoa học và để cho giúp đời giúp người. Thì qua câu trả lời của thầy trong phần 1 thì trong trường hợp này thì thầy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cảm ơn cô Nhật Bảo Minh đã kể lại cái câu chuyện ở trong trường mà chính bản thân của cô đã chứng kiến và cũng đã có những cái suy tư trong lúc mà cô chứng kiến một cái điều mà nó đi ngược lại với cái lòng từ bi mà cô được học từ ở trong giáo lý của Đức Phật. Thưa quý vị, những nhà khoa học, những nhà y học cũng có cái lòng thương xót. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh cái tình thương của những nhà khoa học đối với cái lòng từ bi, mình cũng dùng cái từ tình thương để cho dễ hiểu, thì rõ ràng là cái tình thương mà trong đạo Phật gọi là đại từ đại bi nó lớn gấp tỷ lần cái tình thương của những con người bình thường. Tại sao chúng tôi lại xác quyết như vậy? Bởi vì cái tình thương của những người chưa giác ngộ nó giới hạn ở trong một cái phạm vi đồng chủng cùng một loài, đó là loài người. Trong khi đó thì những cái loài động vật khác phải bị hy sinh để phục vụ cho cái sự thí nghiệm nhằm mang lại cái lợi lạc cho con người mà không quan tâm đến cái sự sợ hãi, khổ đau, không quan tâm đến cái sự sống của những con vật khác.
chỉ quan tâm đến cái sự sống của con người không thôi. Cái giới hạn, nếu mà chúng ta so sánh, chúng ta thấy rất là rõ. Cái quan điểm của một số chủ trương cho rằng là vật dưỡng nhân, con người được sinh ra để làm cái thực phẩm nuôi dưỡng con người. Quan điểm đó rõ ràng trên căn bản của lòng từ bi mà Đức Phật đã khai thị, chúng ta khó để có thể chấp nhận được. Cho nên những người ta tha hồ sát hại một cách bừa bãi, con gì cũng giết. Nhưng mà cái may là ngày hôm nay thế giới nhân loại đã thức tỉnh mà có những cái hồi bảo vệ súc vật, người ta ngăn cấm săn bắn những cái loài hiếm, nhưng mà đã quá muộn. Nếu có những cái luật ngăn cấm tất cả những cái sự săn bắn đối với tất cả mọi loài thì thế giới này hạnh phúc biết bao. Vì cái sự sống của mình tàn nhẫn, mình tước đoạt cái sự sống của một con vật nào đó, thì nếu chúng ta là con vật đó thì chúng ta nghĩ sao? Cái phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Và cái luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy, chúng tôi xin thưa là không phải Đức Phật chế ra cái luật nhân quả bắt người này phải chịu những cái hình phạt như thế này, người khác phải thọ những cái hình phạt như thế khác. Không, Đức Phật không chế ra cái luật nhân quả, mà luật nhân quả là một cái luật tự nhiên. Đức Phật là cái người khám phá và dạy để chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả. Nếu chúng ta giết con vật đó, sau này chúng ta cũng sẽ trả cái quả báo, chúng ta là đầu thai, rồi chúng ta phải chuyển sanh làm con vật đó để cho người khác họ sát hại. Chúng ta nghĩ như thế nào khi chúng ta làm một cái con vật để cho người khác thử nghiệm? Thì rõ ràng đó, Đức Phật dạy người sợ chết, vật cũng sợ chết. Người ham sống, vật cũng ham sống. Người sợ chết, vật cũng sợ chết. Chúng ta sợ hãi về cái nỗi chết như thế nào? Chúng ta tìm cách để bảo vệ cái sự sống của mình ra làm sao? Cụ thể mình tìm những cái con vật để thí nghiệm bảo vệ sự sống, nhưng mà mình lại quên đi cái sự sống, mình không tôn trọng cái sự sống của những con vật khác. Đó là một cái điều, nếu trên quan điểm, trên nền tảng giáo lý từ bi, vị tha, vô ngã của Đạo Phật thì người Phật tử không có chấp nhận. Cho nên những cái điều luật mà những huynh trưởng và đoàn sinh của gia đình Phật tử thường lặp lại trong những cái dịp sinh hoạt, cụ thể là cuối tuần đó, là cái gì? Tôn trọng và bảo vệ sự sống, phải không? Phải không? Dạ. Hai cô đọc thử coi cái luật đó là gì, đọc nguyên văn nữa. Dạ, cho anh Vũ thì rất là đơn giản là em thương người và vật. Còn ngành thiếu và huynh trưởng thì Phật tử tôn trọng sự sống. Sự sống. Dạ. Và cái gì nữa? Phật bảo vệ nữa. Phật tử trao dồi trí tuệ và tôn trọng sự sống. Dạ. Mình tôn trọng, mình bảo vệ nữa, phải không? Thì nó mới tức là trong cái giáo lý từ bi đó. Cho nên đồng ý những cái nhà khoa học hiện nay, vì cái sự sống của con người, phục vụ con người, mà đã có những cái thí nghiệm, nhưng mà phải rủ lòng thương đến những cái con vật mà mình thí nghiệm. Chứ mình không thể vô cảm, mình không thể có những cái lãnh cảm đối với cái sự sống của người khác, của cái sinh vật khác. Thì tất nhiên là mình không thể so sánh cái tình thương giới hạn của một con người bình thường với cái tình thương bao la vô hạn của Đức Phật hay là những vị Bồ Tát lớn. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của cô Nhật Bảo Minh thì cái câu trả lời của chúng tôi không thể nào khác hơn được. Chúng tôi chỉ mong là một ngày nào đó nhân loại sẽ thấy rõ cái sự sống của tất cả mọi loài đều bình đẳng như nhau,
không vì cái sự sống của mình mà mình cướp lấy cái sự sống của những cái sinh vật khác. Bởi vì như vậy thì nó quá ích kỷ. Bây giờ hộ bảo vệ thú vật phải không á, những con vật nào mà bị giết hại mà đau đớn vân vân á, thì họ tìm đủ cái giải pháp để họ giảm thiểu và cố gắng là chặn đứt. Nghe nói là một cái loại thịt dê mà người ta muốn có thịt cho nó thơm ngon, trước khi giết người ta phải rượt đánh con dê đó cho nó ra mồ hôi, nó tốt lên, nó không hôi phải không? Dạ con có con có nghe như vậy. Là bên bên Việt Nam ở trong những nhà hàng mà cao cấp á, là họ cột trói con dê lại và bắt nó chạy để cho mồ hôi nó ra, để cho nó khi họ nấu là nó bớt cái mùi hôi đó đi. Phải đánh nữa chứ phải không? Đánh dạ, nó mới dạ, chạy. Phải đánh đập nó dạ. Tội nghiệp, cho nên trước khi bị sát hại phải chịu một cái cực hình rất là đau khổ về đau đớn, sợ hãi đủ hết, khổ cái nghiệp. Thì mình cũng biết là trước đó con dê kiếp trước nó cũng tạo một cái nghiệp, cho nên đời này nó thọ cái thân của một con dê để mà nó trả cái quả báo. Thì nếu mà chúng ta không khéo, mỗi mốt thôi chúng ta cũng sẽ trở thành là một con dê, mà chắc chắn mỗi người nhân nào quả đó mà trở thành con dê bị người ta đánh để cho, nghĩa là trời da tróc vẫy tốt mồ hôi trước khi giết để ăn thịt, mà vui gì trên những cái miếng thịt do những cái sự khổ đau cung cấp, nó tàn nhẫn vô cùng. Hồi lúc mà Diệu Nguyện đi học á, thì Diệu Nguyện cũng có viết một bài luận văn đó. Thì Diệu Nguyện nói rằng những con vật không nên được lấy ra làm thí nghiệm, bởi vì thứ nhất là về vấn đề đạo đức thì việc đó rất là vô đạo đức, đúng không? Và thứ hai á, là giữa cơ thể của con vật với cơ thể của con người rất là khác nhau, và khoa học đã chứng minh điều đó. Giống như một viên thuốc hay là một cái cách chữa trị một cái bệnh nào đó cho một con chuột á, thì có thể là không có tác dụng với trên con người, đúng trên không? Con người. Dạ đúng rồi. Và cái thứ ba mà Diệu Nguyện đã nghiên cứu được đó là bây giờ có rất là nhiều những phương pháp có thể thay thế cho phương pháp thí nghiệm trên loài vật. Và mặc dù là biết là như là lời của thầy giáo của Nhật Bản Minh nói á, là mình đôi khi mình nên lấy con vật ra để làm thí nghiệm cho con người, nhưng mà Diệu Nguyện mong là trong tương lai. Thì khoa học sẽ phát triển hơn và sẽ dẹp bỏ được cái phương pháp thí nghiệm trên loài vật. Đúng rồi, họ ý thức được cái sự đau khổ, áp dụng lòng từ bi thay thế những cái giải pháp thí nghiệm hiện nay để không có làm tổn hại đến cái sự sống của những con vật khác. Diệu Nguyện mong rằng những lời giảng dạy của Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng như những lời chia sẻ của Nhật Bảo Minh và Diệu Nguyện để giúp quý vị có một cái nhìn rõ nét hơn về Phật Pháp. Mong rằng quý vị sẽ luôn theo dõi chương trình, và mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa Diệu Pháp hoặc Chùa Điều Ngự với số điện thoại hiện trên màn hình. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng.